Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 90. Chiếc thứ 137. Ban đầu, Diệp Bắc Minh còn muốn tập trung tinh thần dung hợp. Đến cuối cùng, gần như chỉ cần tóm được một chiếc xương chí tôn, một ý nghĩ thì đã có thể nhập vào trong máu thịt của An Hy. Ba canh giờ trôi qua, toàn bộ 137 chiếc xương chí tôn trên không trung Thái Dương Tông được dung hợp vào một mình Diệp Bắc Minh. Vương Yên Nhi hoàn toàn sững sờ, trong đôi mắt đẹp mang theo vẻ cực kỳ khó hiểu. Trên đời này thực sự có người có thể dung hợp hơn 100 chiếc xương chí tôn ư? Vương Nguyên trực tiếp ngẩn người tại chỗ như bức tượng. Vương Tư Đạo không ngừng hít khí lạnh, gật đầu, Yên Nhị, con đã đúng, con không nhìn nhầm người. Thực sự không nhìn nhầm người. Toàn bộ người của Trấn Hồn Tông, Độn Thế Thần Tông, Thất Tinh Các, Thần Cung Lục Đạo đều đờ người tại chỗ. Ôi trời ơi, điên cuồng quá rồi. 100 chiếc xương chí tôn, toàn bộ bị tên nhóc này dung hợp rồi. Ôi mẹ ơi, hận, tức quát, vãi hỉ. Vô số người gằn giọng kêu gào, hận tại sao mình không được may mắn như vậy. Chỉ có hai bố con Ngư Chính Dương và Ngư Thanh Thư giống như rơi vào hầm băng. Cùng lúc đó, Diệp Bắc Minh bước một bước ra khỏi đại trận hộ sơn của Thái Dương Tông. Trực tiếp đến trước hai bố con Ngư Chính Dương và Ngư Thanh Thư, vừa nãy là các người hò reo vui nhất phải không? Chuyển ánh mắt, lại khóa chặt mấy chục người đám gã đàn ông mập, và cả các người sỉ nhục chín sư tỷ của tôi, nếu tôi là các người, bây giờ sẽ lập tức tự vẫn. Nếu không, các người sẽ biết thế nào là cái chết cũng là một loại xa xỉ. Lời của Diệp Bắc Minh chắc như đinh đóng cột, một luồng khí tức chết chóc tràn ngập, giống như tử thần đang tuyên án. Ngư Thanh Thư sợ đến trực tiếp quỳ xuống, điên cuồng dập đầu, Diệp Tông Chủ, tôi chỉ đùa thôi, tôi sai rồi. Diệp Bắc Minh cười, mày sai rồi. Không, mày biết mình sắp chết. Mày chỉ là sợ thôi, tao không nhìn thấy thái độ hối cải nào từ mày. Đừng giết tôi, Ngư Thanh Thư vốn không chịu nổi áp lực của Diệp Bắc Minh, điên cuồng dập đầu. Phập phập phập, dập đến vỡ trán, máu tươi chảy ran. Đứng lên cho bố, bố không tin hắn dám giết con thật. Diệp Bắc Minh nhìn Ngư Chính Dương cười, nói như vậy, ông có bản lĩnh hơn con trai ông. Cậu muốn làm gì? Ngư Chính Dương chỉ cảm thấy trên người Diệp Bắc Minh bùng phát ra một luồng khí tức khủng bố. Lúc đối diện với kẻ này, ông ta có cảm giác nhỏ bé thấp kém như con kiến. Liền sau đó, xoạt, xoạt, xoạt. Diệp Bắc Minh giơ tay, 13 cây kim châm bay ra lập tức chui vào trong cơ thể của Ngư Chính Dương, khiến ông ta chẳng có cơ hội để phản ứng. A, à, đau đớn, đau đến xé tim xé phổi. Khuôn mặt già của Ngư Chính Dương liền méo mó, cả người co quắp lại. A, à, đau quá, đau quá, cậu đã làm gì tôi? Ây ai? Ngư Chính Dương điên cuồng kêu thả, cảnh sắc xung quanh đều biến đổi. Ông ta nhìn thấy rất nhiều ác quỷ lao đến, căn xé máu thịt của ông ta. Biết rõ đây là ảo giác, nhưng nỗi đau máu thịt bị xé rách lại chân thực đến vậy. Lúc này, Ngư Chính Dương giống như bị đánh vào 18 tầng địa ngục, điên cuồng cầu xin, Diệp Tông Chủ, tôi biết sai rồi, tôi thực sự sai rồi. Sai rồi, sai rồi, cậu giết tôi đi. Phập phập phập, Ngư Chính Dương điên cuồng dập đầu, tốc độ còn nhanh hơn Ngư Thanh Thư không chỉ gấp 10 lần. Bố! Ngư Thất Tình đỏ bừng đôi mắt, xông đến bên cạnh Ngư Chính Dương. Cút đi, đừng cản trở bố cầu xin Diệp Tông Chủ tha mạng, Ngư Chính Dương tung một chưởng đập bay Ngư Thất Tình một cách vô tình, nếu con tiện nhân mày có lương tâm, thì cùng tao cầu xin Diệp Tông Chủ. Vãi! Các võ giả có mặt đều bàn tán. Hổ ác không ăn thịt con, Ngư Chính Dương này cũng thật ác quái. Lại xuống tay với con gái ruột như vậy. Diệp Bắc Minh cau mày, ân tình mà tôi nợ cô. Tôi đã trả lúc ở học viện viễn cổ rồi. Ngư Thất Tình ngẩng đầu, trong mắt đầy vẻ cầu xin, anh Diệp, tôi biết anh không nợ gì tôi hết, nhưng ông ấy là bố của tôi. Xin anh Diệp nể tình lúc ở thành Thiên Dung, Thất Tình cũng từng giúp anh vài lần. Tha cho bố tôi một mạng đi, Thất Tình nguyện từ nay về sau làm trâu làm ngựa báo đáp anh Diệp. Thậm chí, nếu anh Diệp coi thường Thất Tình một mạng đổi một mạng cũng được. Nói xong. Ngư Thất Tình lấy ra một con dao găm, đâm về phía cổ họng của mình. Choang một tiếng vang lên, một luồng sức mạnh ập đến. Con dao găm bay đi. Giọng của Diệp Bắc Minh vang lên, đây là lần cuối cùng, đầu của bố cô tạm thời được giữ trên cổ của ông ta.
nắm ngón tay nắm lại, 13 cây kim châm bay về lòng bàn tay. Ngư Chính Dương giống như chết một lần, nằm dưới đất không ngừng run rẩy. Nỗi đau, sợ hãi vừa nãy, ông ta không muốn chịu thêm lần thứ hai. Cảm ơn anh Diệp, cảm ơn anh Diệp, Ngư Thất Tình kích động xông đến. Diệp Bắc Minh chuyển ánh mắt, nhìn sang Ngư Thanh Thư, còn mày, kích bác những người ở đây sỉ nhục chín sư tỷ của tao. Đáng chết! Năm ngón tay áp xuống. Ngư Thanh Thư sợ đến gào thét cứu tôi. Ngư Thất Tình, con tiện nhân này mau cứu tôi. Phụt, một luồng xương máu nổ tung. Con trai, đồng tử của Ngư Chính Dương co lại. Sau đó, ánh mắt của Diệp Bắc Minh khóa chặt mấy chục người đám gã đàn ông mập. Chính họ lên tiếng sỉ nhục chín sư tỷ, tôi từng cho các người cơ hội, các người lại không biết trân trọng. Bây giờ, vui vẻ hưởng thụ cái chết đi. Cái chết, ha ha ha, đôi mắt gã đàn ông mập đỏ bừng cười lớn, Diệp Bắc Minh, mày nghĩ mày là ai, vừa dung hợp. Hơn 100 chiếc xương chí tôn thì vô địch hả? Mấy chục người chúng tôi cùng liên thủ, không tin không giết người mày, xông lên cho tôi. Vừa dứt lời, gã đàn ông mập dậm chân, xông về phía Diệp Bắc Minh. Mấy chục người phía sau lại đứng tại chỗ, không nhúc nhí chi. Gã đàn ông mập quay đầu sắc mặt kinh sợ, chẳng phải đã nói cùng ra tay sao? Các người! Cùng lúc đó, một luồng khí tức chết chóc ập đến. Gã đàn ông mập nhìn sang Diệp Bắc Minh, chỉ thấy anh nhẹ nhàng giơ tay, lòng bàn tay hiện lên một ngọn lửa. Kẻ này, không đơn giản. Phụt, phụt, phụt. Hỏa châm do phần thiên chi diễm hình thành bay ra, chui vào trong người gã đàn ông mập. Chui sâu vào xương tủy. Ai, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đừng lại đây, các người la cái gì? Đừng lại đây. Gã đàn ông mập đưa hai tay ra, điên cuồng tóm máu thịt của mình. Trong chớp mắt, máu thịt lãn lộn một mảng, máu tươi đầm đìa. Sau một khắc, gã đàn ông mập lại cào xé toàn bộ máu thịt toàn thân mình, lộ ra xương trắng ghê rợn. Ngọn lửa bốc cháy từ trong xương tủy. Trong phút chốc, gã đàn ông mập chẳng còn cả xương trắng. Biến thành cho bụi. Suýt. Các võ giả khác đều hít khí lạnh. Ác. Thủ đoạn giết người này, quá độc ác. Thụp, thụp, thụp. Toàn bộ quỳ dưới đất, dập đầu cầu xin, Diệp Tông Chủ xin tha mạng, chúng tôi nhận sêu. Đúng đúng đúng, Diệp Tông Chủ, chúng tôi không nên sỉ nhục sư tỷ của cậu. Họ đều là băng thanh ngọc khiết, chúng tôi mới là kẻ bẩn thỉu nhất thế gian. Diệp Bắc Minh bị chọc tức cười, biết sai rồi, vậy thì đi chết đi. Xoạt, xoạt, xoạt ti. Phần thiên chi diễm hóa thành hàng trăm câu hỏa châm, đều chui vào trong cơ thể họ. Sau một hồi tiếng kêu thảm thiết vô tận, ngọn lửa thiêu cháy. Tất cả trở về tĩnh lặng, chỉ còn lại Diệp Bắc Minh chắp tay sau lưng đứng ở sơn môn Thái Dương Tông, uy nghiêm vô thượng, còn ai muốn có ý đồ với Thái Dương Tông không? Xương chí tôn đều ở trong cơ thể tôi, các người dù là ai muốn, cứ việc đến lấy. Những chỗ ánh mắt lướt qua. Hiện trường tĩnh mịch, im lặng như tờ. Vô số người cúi thấp đầu. Toàn thân Vương Tư Đạo run lên, nén thấp giọng, yên nhị, bắt đầu từ hôm nay Diệp Tông Chủ và cái tên của Thái Dương Tông, sợ rằng sẽ trở thành ác mộng của rất nhiều người. Vương Yên Nhi gật đầu hiểu rõ. Sắc mặt Vương Nguyên tái nhợt, nghĩ đến cảnh xảy ra ở học viện Viễn Cổi. Mẹ kiếp, cũng may lúc đó mình thông minh, nếu không mình chết thế nào cũng không biết. Tôi biết ngay cậu sẽ không tha cho tôi. Cậu còn muốn giết tôi sao? Con gái tôi đã cầu xin cậu rồi, Ngư Chính Dương sợ đến mềm nhũ dưới đất. Liền sau đó, một mùi hôi thối bốc lên. Ngư Chính Dương sợ đến tè ra quần. Vãi! Ông ta còn là trưởng tử nhà họ Ngư đấy, nghe nói tương lai trở thành gia chủ nhà họ Ngư. Lại sợ đến tè ra quần. Ha ha ha! Xung quanh vang lên trận cười chế nhạo. Khuôn mặt già của Ngư Chính Dương đỏ bừng, nhưng trong lòng càng sợ hãi hơn, con gái ngoan. Thất Tình, chẳng phải con muốn làm trâu làm ngựa cho cậu ta sao? Cậu xin cậu ta, con mau cầu xin cậu ta đừng giết bố. Sắc mặt Ngư Thất Tình tái nhợt, ngẩng đầu nhìn Diệp Bắc Minh, anh Diệp, vừa nãy anh lừa tôi phải không? Diệp Bắc Minh lắc đầu, Diệp Bắc Minh tôi đã nói ra một lời, tứ mã nan truy, đã nói không giết bố của cô thì sẽ không giết ông ta. Vậy, ý của anh Diệp là? Ngư Thất Tình nghi hoặc, lập tức hiểu ra, khuôn mặt tái nhợt hơi ửng đỏ, anh Diệp. Tôi hiểu rồi, đợi tôi đưa bố về nhà họ Ngư.
lập tức đến bên cạnh anh, làm trâu làm ngựa cho An Hy Ngư Chính Dương cũng thở nhẹ nhõm. Chỉ cần mình không chết là được. Diệp Bắc Minh lắc đầu, cô Ngư, cô hiểu lầm rồi, tôi không cần cô làm trâu làm ngựa. Vũ khí của tôi, lần trước mất ở thành Thiên Dung. Chắc là nhà họ Ngư cô lấy rồi phải không? Ngư thất tình hiểu ra, gật đầu, anh Diệp, thanh kiếm đó đúng là ở nhà họ Ngư tôi. Thất tình bảo đảm, trong vòng 3 ngày nhất định sẽ đưa vũ khí của anh Diệp đến Thái Dương Tông. Diệp Bắc Minh gật đầu, được, các người có thể đi rồi. Từ đầu đến cuối đều không ra tay. Rất biết kiềm chế bình tĩnh. Bây giờ xem ra, họ thận trọng là đúng. Ngụy Vô Nhai dường như nhìn ra tâm tư của Diệp Bắc Minh, thầm chửi trong lòng một tiếng yêu nghiệt xong, liền nở nụ cười, hôm nay Thái Dương Tông trở về, Trấn Hồn Tông tôi đương nhiên là đến chúc mừng rồi. Chúc mừng Thái Dương Tông trở về, Diệp Tông chủ đại hỉ. Chúc mừng Thái Dương Tông, mấy tông môn khác cũng phản ứng lại. Đều lên tiếng chúc mừng, còn về quà mừng, đương nhiên là không có. Thể hiện vừa nãy của Diệp Bắc Minh quá kinh người, Mười Thần Hoàng cũng đến chúc mừng. Nhưng, Mười Thần Hoàng đã nói rõ, sau này không có quan hệ gì với Thái Dương Tông. Trong cơ thể Diệp Bắc Minh có hơn 100 chiếc xương chí tôn, cho dù hôm nay có gánh đỡ, sau này có thể sống hay không còn là vấn đề. Chúc mừng xong rồi, các người có thể đi rồi. Diệp Bách Minh biết những người này nghĩ gì, cũng chẳng thèm phí lời. Người của Trấn Hồn Tông, Độn Thế Thần Tông, Thất Tinh Các, Thần Cung Lục Đạo biết ở lại cũng tự chuốc xấu hổ, đều quay người bỏ đi. Người của các thế lực khác thấy vậy, cũng quay người biến mất. Sơn môn Thái Dương Tông vốn náo nhiệt, lập tức trở nên yên tĩnh. Chỉ còn lại một người đang run lập cập quỳ dưới đất. Tiêu Vô Tướng. Diệp Bắc Minh nổi hứng thú nhìn ông ta, sao ông không đi? Tiêu Vô Tướng toát mồ hôi như mưa, run rẩy điên cuồng, Diệp. Diệp Tông chủ chưa lên tiếng, làm sao tôi dám đi? Diệp Bắc Minh cười, ông rất thông minh, thái đó lúc truy sát tôi và sư tỷ của tôi đi đâu rồi? Tiêu Vô Tướng sợ đến trái tim suýt nhảy ra, điên cuồng dập đầu, Diệp Tông chủ, nói cậu thật lòng. Lúc đó tôi đâu biết cậu có thực lực như vậy. Thần giới, luôn là người ăn thịt người. Không đủ thực lực, chỉ có bị người khác ăn thịt. Tôi có thể làm thành chủ của thành vạn tượng, cũng là từng bước giành được, nếu tôi không ăn thịt người khác. Sớm muộn cũng sẽ bị người khác ăn mất, Diệp Bắc Minh hơi bất ngờ. Không ngờ Tiêu Vô Tướng lại nói như vậy, nhất thời cũng có chút tán thưởng ông ta. Lúc này... Giọng của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục vang lên, cậu nhóc, giữ lại kẻ này còn có ích với cậu. Ti Diệp Bắc Minh khế động trong lòng, sao lại nói vậy? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục giải thích, Thái Dương Tông vừa thành lập, không có tài nguyên gì. Diệp Tông chủ, cậu nói đi. Tiêu Vô Tướng như tóm được cọng cỏ cứu mạng. Diệp Bắc Minh cất giọng lạnh lùng, ký kết khế ước linh hồn, nhận tôi làm chủ nhân. Việc này, Tiêu Vô Tướng ngẩn người, một khi ký khế ước linh hồn. Sự sống chết của ông ta đều chỉ trong một ý niệm của Diệp Bắc Minh. Không muốn, Diệp Bắc Minh cười lạnh lùng một tiếng. Tiêu Vô Tướng sợ đến run lẩy bẩy, nếu không ký, bây giờ sẽ phải chết. Nếu ký, không chừng còn có cơ hội sống. Nhưng tên nhóc này đã đắc tội với bá đạo thần hoàng, trong cơ thể lại có hơn 100 chiếc xương chí tôn. Sau này có vô số người truy giết cậu ta có sống nổi không? Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Lỡ như cậu ta gánh được tất cả áp lực. Nghĩ đến đây, Tiêu Vô Tướng không dám nghĩ tiếp, kích động đến run cầm cập. Hơn một chiếc xương chí tôn, chắc chắn là người đầu tiên từ xưa đến nay, sau này cũng không có ai khác. Làm thôi, một cái mạng mà thôi. Diệp Tông chủ, tôi ký. Nói xong, Tiêu Vô Tướng căn vỡ đầu lưỡi của mình, nhả ra một ngụm máu tinh. Diệp Bắc Minh chẳng thèm nhiều lời, khắc một đạo phù văn màu máu. Ở đại sảnh nhà họ Ngư, Ngư Chính Dương ngồi trên vị trí đầu điên cuồng mắng chửi với đôi mắt đỏ bừng, đê tiện, mà đúng là đồ đê tiện. Mày lại để tao chịu nỗi nhục này, dập đầu nhận sai với tên xúc sinh Diệp Bắc Minh trước mặt nhiều người. Còn khiến tao sợ đến mất kiểm soát trước mặt nhiều người. Mặt mũi của nhà họ Ngư bị con tiện nhân nhà mà làm mất hết rồi. Chẳng phải mày muốn làm trâu làm ngựa cho tên xúc sinh đó sao? Đánh cho tao, đánh thật mạnh vào. Ngư thất tình quỳ dưới đất, hai thị nữ phía sau cầm roi ra quất thật mạnh. Áo rách toạc, máu thịt nứt ran máu tươi đầm đìa.
Ngư Thất Tình căn răng nhịn cơn đau, bố à, bố đang đổ oan cho con rồi. Tình hình lúc đó. Mày còn nói hả? Ngư Chính Dương nhảy lên như sấm, đồ vô dụng nhà mày, sao mày không đi chết đi? Nếu không phải là mày, tao sẽ phải chịu nỗi nhục này sao? Ngư Thất Tình âm thầm chịu đựng, bố à, bố đánh chết con gái cũng không sao. Ngư Chính Dương hoàn toàn phát điện, gào thét xông lên cướp lấy roi ra trong tay thị nữ, điên cuồng đánh lên người Ngư Thất Tình như mưa rơi. Trong phút chốc, cơ thể của Ngư Thất Tình máu thịt mơ hồ. Ngư Chính Dương vẫn quật mạnh, tên xúc sinh đó còn muốn thanh kiếm. Nằm mơ đi, đúng là nằm mơ. Ông đây không trả đấy, hắn còn dám đến nhà họ Ngư lấy không? Còn con tiện nhân nhà mày, tao phải đánh chết mày. Ị, lão gia. Ngư Chính Dương giơ cây roi, một người phụ nữ xông vào, tôi vừa nhận được tin, nói Thanh Thư đã chết. Lão gia, nhất định là ông lừa tôi đúng không? Là giả, đúng không? Thạch Ngọc Hồng, vốn là thiếp thất của Ngư Chính Dương. Sau khi mẹ của Ngư Thất Tình qua đời, bà ta chuyển thành chính thất. Ngư Chính Dương nhìn vợ, buông cây roi trong tay xuống, Thanh Thư, nó. Đúng là đã chết. Không. Thạch Ngọc Hồng kêu thảm gào thét, đau khổ ôm lồng ngực, tại sao? Tại sao Thanh Thư lại chết? Lão gia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngư Chính Dương đỏ bừng đôi mắt, mau chóng kể lại tất cả mọi chuyện xảy ra ngoài Thái Dương Tông một lượt. Không hề nói Ngư Thanh Thư tự tìm cái chết, và càng giấu đi chuyện ông ta sợ đến tè ra quần. Nghe Ngư Chính Dương giải thích xong, Thạch Ngọc Hồng gần như điên cuồng gào thét, đều tại con tiện nhân nhà mày, lúc đó nếu không phải mày, thì Thanh Thư đã không chết. Bà ta hầm hầm nhìn chằm chằm Ngư Thất Tình. Hơn nữa, lúc trước ở huyền giới, mày còn giúp tên xúc sinh đó. Nếu lúc đó mày không giúp, tên xúc đó làm sao có cơ hội tiến vào thần giới? Mày phải chịu toàn bộ trách nhiệm cho cái chết của Thanh Thư. Ngư Thất Tình hết sức tranh luận, tôi đã nhắc nhở Thanh Thư mấy lần rồi, bảo cậu ta đừng đối địch với anh Diệp. Nếu không phải Thanh Thư khăng khăng làm theo ý mình, làm sao chết chứ? Hơn nữa, bố không thể đảo ngược trắng đen, lúc đó rõ ràng con ồ. Mày im miệng cho tao, Ngư Chính Dương tức giận quát cắt ngang lời của Ngư Thất Tình, chẳng lẽ mày muốn nói tao? Hại chết Thanh Thư hả? Hổ ác không ăn thịt con, chẳng lẽ Ngư Chính Dương tao có thể làm ra chuyện này sao? Thạch Ngọc Hồng trực tiếp giật lấy cây roi trong tay Ngư Chính Dương. Xiên cuồng quật lên người Ngư Thất Tình. Thạch Ngọc Hồng đỏ mắt, lão gia, tôi muốn báo thù cho Thanh Thư, tôi muốn Diệp Bắc Minh chết. Ông đi mời mấy lão tổ xuất núi, phải giết chết kẻ này. Ngư Chính Dương sợ giật mình, Ngọc Hồng, chuyện này không cần phiền đến mấy vị lão tổ. Chẳng may bị mấy lão tổ biết ông ta tè ra quần tại chỗ. Vị trí gia chủ nhà họ Ngư tương lai chắc chắn sẽ không có liên quan đến ông tai. Thạch Ngọc Hồng tức giận nói, đồ vô dụng, ban đầu bà đây mù mắt mới nhìn chúng ông. Ngay cả thù của con trai mình mà ông cũng không muốn báo sao. Sắc mặt Ngư Chính Dương khó coi, lại không dám nổi nóng, Ngọc Hồng, bà nghe tôi giải thích, tên nhóc đó vừa từ hạ giới vào thần giới. Nếu ngay cả loại người này mà tôi cũng không xử lý được, mấy vị lão tổ sẽ nhìn nhận tôi thế nào? Bà cảm thấy sau này tôi còn có địa vị trong nhà họ Ngư không? Tôi sẽ hoàn toàn không có quan hệ gì với vị trí gia chủ nhà họ Ngư nữa. Thạch Ngọc Hồng cũng bình tĩnh lại. Bà ta gả cho Ngư Chính Dương, chính vì nhìn chúng tài nguyên và căn cơ nhà họ Ngư. Lạnh lùng nhìn Ngư Chính Dương, ông nói xem phải làm thế nào. Ngư Chính Dương trầm ngâm một lát, lập tức liên lạc với anh trai bà Thạch Trung Hổ, anh đại cữu đã là cảnh giới thần tôn đỉnh phong. Chỉ cách cảnh giới thần hoàng một bước, cho dù tên xúc sinh này có cường mạnh, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của anh trai bài. Thứ hai, tên xúc sinh này đã giết người của Vạn Thần Tông ở Đài Phong Thần, Vạn Thần Tông cũng đang tìm hắn. Chỉ cần trong 3 ngày chúng ta không đưa thanh kiếm đến Thái Dương Tông, tên xúc sinh này nhất định sẽ đến nhà họ Ngư. Đến lúc đó là sống hay chết, không do hắn quyết định. Thạch Ngọc Hồng cười lạnh lùng một tiếng, anh trai tôi rất bận, dạo này đột phá cảnh giới thần hoàng. Ông ấy đã tiến vào rừng rậm tinh hồn rèn luyện rồi, cho dù tôi cầu xin ông ấy cũng chưa chắc sẽ đến. Ngư Chính Dương cười tự tin, nếu bà nói với ông ta, trong cơ thể của tên xúc sinh đó có hơn 100 chiếc xương chí tôn thì sao? Ông nói cái gì? Đồng tử của Thạch Ngọc Hồng co mạnh lại. Một lát sau, bên ngoài rừng rậm tinh hồn,
Một người đàn ông cao lớn tráng kiện, khí tức như hổ bỗng mở đôi mắt. Được, tôi biết rồi. Ngư Chính Dương, nếu ông dám lừa tôi sẽ vặn đầu ông. Hú! Một tiếng thét chấn vang bầu trời, Thạch Trung Hổ hóa thành một tàn ảnh bay ra bên ngoài rừng rậm tinh hồn. Thái Dương Tông, Diệp Bắc Minh và Tiêu Vô Tướng vừa ký khế ước linh hồn. Đông Phương Xá Nguyệt hơi lo lắng xông đến, Bắc Minh, Nặc Nhị, nó. Nặc Nhi làm sao? Diệp Bắc Minh kinh ngạc. Đông Phương Xá Nguyệt nói, anh đi xem đi. Đi thôi. Diệp Bắc Minh mau chóng chạy đến bên cạnh con gái, chỉ thấy Diệp Nặc đang nằm trên giường. Xung quanh cơ thể tỏa ra hào quang màu tím, hình thành một thứ như kén tằm bao bọc lấy cô bé. Chuyện này là thế nào? Đông Phương Xá Nguyệt lắc đầu, em cũng không biết là thế nào, từ sau khi Nặc Nhi ra đời thường xuyên xảy ra chuyện này. Chín vị sư tỷ tiến lên. Đạm Đài Yêu Yêu lên tiếng, chỉ cần nó bị ánh tim bao bọc, thì sẽ ngủ luôn mấy ngày liền. Một lần nhiều nhất là một tháng cũng không tỉnh lại, suýt làm các tỷ sợ muốn chết. Diệp Bắc Minh cau mày, chẳng lẽ Nặc Nhi mắc bệnh? Tiểu Độc Tiên lắc đầu, tỷ đã kiểm tra nhiều lần, cơ thể của Nặc Nhi rất khỏe mạnh không có bệnh gì. Có lẽ không phải do bệnh tật gây ra. Diệp Bắc Minh cau mày, lập tức truyền âm, Tiểu Tháp, ông biết chuyện này là thế nào không? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nhả ra hai chữ, tôi biết. Diệp Bắc Minh buột miệng nói, vì sao? Mau nói đi. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục giải thích, cậu nhóc, thể chất của con gái cậu rất đặc biệt, là bản nguyên ma thể trời si nhồ. Bản nguyên ma thể, đôi mắt của Diệp Bắc Minh run lên, nghĩa là thế nào? Giọng của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục tiếp tục vang lên. Bản nguyên ma thể vô cùng đặc biệt, cần lượng lớn năng lượng trời đất để nuôi dưỡng. Một khi năng lượng không đủ, cô bé sẽ chìm vào giấc ngủ sâu, đây cũng là một hiện tượng tự bảo vệ mình. Không không không. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục dừng một chút, bản nguyên ma thể không những có thể nuốt chửng năng lượng của bên ngoài, đồng thời cũng sẽ nuốt chửng chính mình. Nuốt chửng chính mình. Diệp Bắc Minh sợ giật mình, Tiểu Tháp, ông nói thế nghĩa là sao? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cất giọng trầm trọng, đây là một kiểu cơ thể tự bảo vệ mình của bản nguyên ma thể, Diệp. Nặc không bổ sung đủ năng lượng. Bản nguyên ma thể không lấy được năng lượng từ trong cơ thể của cô bé, chỉ có thể nuốt chửng thần hồn của cô bé để bổ sung năng lượng. Thần hồn của Diệp Nặc đã bị tổn hại. Cái gì? Đồng tử của Diệp Bắc Minh co lại. Liền sau đó, con mắt thần ma giữa đôi lông mày mở ra. Một luồng ánh hào quang màu tím vụt lên rồi tắt. Quả nhiên, thần hồn trong cơ thể Diệp Nặc gần như trong suốt, thoi thóp thở. Dưới khí thức màu tím vần quanh, càng lúc càng nhiều, đây là... Diệp Bắc Minh liền sốt ruột, Tiểu Tháp nếu tiếp tục như vậy thì sẽ thế nào? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục đáp lại một câu, thần hồn bị cơ thể nuốt chửng hoàn toàn, con người không có thần hồn, cậu nói xem sẽ thế nào? Nhẹ thì ngu ngơ đần độn, vô tri vô giác sống hết đời. Nặng thì thần hồn tiêu tan mà chết. Vãi! Diệp Bắc Minh nắm chặt năm đấm. Mọi người sợ giật mình bởi phản ứng của Diệp Bắc Minh, vội vàng hỏi là có chuyện gì? Diệp Bắc Minh nói lại tình hình của Diệp Nặc một lượt. Đông Phương Xá Nguyệt sợ đến mặt trắng bệch, Bắc Minh, anh nhất định phải cứu con gái của chúng ta. Vương Như Yên đỏ bừng đôi mắt, sao lại như vậy? Liền sau đó, cô ấy phản ứng lại, tiểu sư đệ, có cách gì có thể cứu Nặc Nhi không? Ánh mắt của mọi người đều dồn lên Diệp Bắc Minh. Đồng thời, Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cũng đưa ra đáp án, tinh hồn thảo có thể hồi phục thần hồn bị tổn thương. Tình hình của cô bé vẫn chưa nghiêm trọng lắm. Nếu tìm được tinh hồn thảo thì có thể cứu cô bé. Tinh hồn thảo. Diệp Bắc Minh nheo mắt, miệng lẩm bẩm. Tinh hồn thảo, nó là cái gì? Chín vị sư tỷ đều lắc đầu, vẻ mặt khó hiểu. Chưa từng nghe nói đến vật này. Đông Phương Xá Nguyệt phát hết não, cũng không tìm được thông tin gì về tinh hồn thảo trong đầu. Chỉ có Tiêu Vô Tướng bên cạnh không nhịn được lên tiếng, chủ nhân, tôi biết vật này. Soạt. Diệp Bắc Minh, chín sư tỷ, Đông Phương Xá Nguyệt gần như quay đầu cùng lúc. Mười mấy đôi mắt đều dồn lên Tiêu Vô Tướng. Ông biết tinh hồn thảo. Tiêu Vô Tướng vội vàng lên tiếng, thuộc hạ không dám giấu, chỉ cần là người của thần giới thì đều biết tinh hồn thảo. Vật này có thể luyện chế đan tinh hồn, mức độ cực lớn nâng cao độ mạnh thần hồn của võ giả. Có điều, tinh hồn thảo cực kỳ hiếm có, phải vào nơi sâu nhất trong rừng rậm tinh hồn mới có thể hái được. Mỗi năm có vô số võ giả tiến vào rừng rậm tinh hồn,
nhưng lại chẳng có mấy người có thể đi đến nơi sâu nhất và hái được tỉnh hồn thảo. Cho dù có người hái được tỉnh hồn thảo, cũng trực tiếp mang ra chợ giao dịch, mang ra hội đấu giá. Trên thị trường gần như không lưu thông, ông ta nói hết một lúc, Diệp Bắc Minh cau mày, rừng rậm tinh hồn là nơi nào? Tiêu Vô Tướng giải thích, chủ nhân, vị trí địa lý của rừng rậm tinh hồn rất đặc biệt, hơn nữa cực kỳ nguy hiểm. Nó là vùng đêm giữa lãnh địa nhân tộc và yêu tộc, cũng là ranh giới giữa hai tộc, Diệp Bắc Minh hơi ngạc nhiên, thần giới còn có yêu tộc ư? Tiêu Vô Tướng gật đầu khẳng định, chủ nhân, có lẽ trong nhát người ở hạ giới, thần giới cao không thể với tới. Nhưng trên thực tế, thần giới chỉ là một nơi có thiên địa pháp tắc hoàn thiện hơn, tài nguyên tu võ nhiều hơn. Trong mắt loài người, thế giới của chúng tôi là thần giới, trong mắt yêu tộc, thế giới này chính là yêu giới. Nói xong, Tiêu Vô Tướng nhìn Diệp Bắc Minh một cái sâu sắc. Diệp Bắc Minh gật đầu, tỏ ra đã hiểu nguy hiểm là vì có yêu tộc phải không? Trải qua hàng triệu năm hòa hoãn xung đột, bên trong sớm đã hồi phục sức sống, nhưng cũng thành cấm địa rất ít người dám đặt chân đến. Mấy triệu năm lại đây, trong rừng rậm tinh hồn sinh trưởng vô số dược liệu quý hiếm, đồng thời cũng trở thành nơi rèn luyện của nhân tộc và yêu tộc. Nói một cách không khách sáo, những người trên cảnh giới thiên thần mới có tư cách vào rừng rậm tinh hồn, nhưng cũng chỉ có thể hoạt động ở bên ngoài. Cảnh giới thần tôn có tư cách vào sâu hơn chút, chỉ có cảnh giới thần hoàng trở lên mới có tư cách xuyên qua rừng rậm tinh hồn. Nói xong, Tiêu Vô Tướng còn bổ sung một câu, chủ nhân, nếu có thể, tôi cố gắng cho người đi hỏi thăm thông tin của tinh hồn thảo. Chỉ cần tìm được, Thành Vạn Tượng Cần Răng cũng có thể mua được một cây tinh hồn thảo về. Cậu đừng nên mạo hiểm. Tiêu Vô Tướng nói rất chân thành, không chân thành cũng không được. Khế ước thần hồn, một khi chủ nhân chết, nô lệ như ông A cũng chắc chắn tan thành cho bụi theo. Diệp Bắc Minh hỏi, điều động lực lượng của Thành Vạn Tượng, nhiều nhất có thể tìm được một cây tinh hồn thảo. Tiêu Vô Tướng trả lời thật, trong vòng trăm năm có lẽ là được. Diệp Bắc Minh giật khóe miệng, trăm năm, chẳng lẽ để con gái mình đợi trăm năm sao? Diệp Bắc Minh quả quyết từ chối, nói vị trí của rừng rậm tỉnh hồn cho tôi. Chủ nhân, Tiêu Vô Tướng nóng ruột. Diệp Bắc Minh nhìn qua, Tiêu Vô Tướng chỉ có thể nuốt lời định nói xuống. Chỉ có thể lấy ra một tấm bản đồ, đánh dấu lại vị trí của rừng rậm tinh hồn. Tiểu sư đệ, tỷ đi cùng đệ. Đạm Đài Yêu Yêu tiến lên. Liền sau đó, Khương Tử Cơ cũng lên tiếng, tỷ cùng đi. Cả tỷ nữa. Không được. Một mình đệ đi quá nguy hiểm. Mọi người cùng đi còn chăm sóc lẫn nhau. Tỷ đệ chúng ta một lòng, bẻ gãy tim loại, chín sư tỷ vô cùng kiên định. Diệp Bắc Minh lắc đầu, các sư tỷ hãy tin đệ có năng lực tự bảo vệ mình. Các tỷ đi theo đệ, ngược lại sẽ khiến đệ bị ràng buộc. Chân tay. Cho dù rừng rậm tinh hồn nguy hiểm, Diệp Bắc Minh có tháp càn khôn chấn ngục trong tay cũng không sợ. Anh không tin. Khắp nơi trong rừng rậm tinh hồn đều là cấp thần hoàng. Chỉ cần tiểu tháp có thể ra tay không cần suy nghĩ thì mọi việc không phải sợ. Nói cách khác, nhiều năm nay tuy đệ gặp phải rất nhiều nguy hiểm, nhưng có lần nào mà không hóa nguy thành an. Hơn nữa, Thái Dương Tông vừa khôi phục, chắc chắn có rất nhiều người có ý đồ với Thái Dương Tông. Nặc Nhi cùng cần người chăm sóc, một mình Xá Nguyệt đâu thể trông nom xuể. Anh nói xong, việc này... Chín sư tỷ hơi khó xử, truyền âm cho nhau bàn bạc mấy câu, liền đồng ý. Tiểu sư đệ, vậy các tỷ ở lại Thái Dương Tông. Đợi ngày đệ quay về, bảo đảm Thái Dương Tông không còn là đống hoang tàn như hôm nay. Diệp Bắc Minh gật đầu mạnh. Đôi mắt nghiêm lại, có điều, trước đó, đệ vẫn phải đến nhà họ Ngư một chuyến, mang kiếm càn khôn trấn ngục đi. Sau đó anh rời khỏi Thái Dương Tông, đi về phía nhà họ. Ngư. Nhà họ Ngư cách Thái Dương Tông không xa, chỉ nửa ngày là đến. Tiểu tháp, tìm kiếm vị trí của Ngư Thất Tình. Một lát sau, giọng của tháp càn khôn chấn ngục vang lên, tình hình của Ngư Thất Tình hình như không ổn lắm. Sao thế, Diệp Bắc Minh cau mày, cậu tự xem đi. Một người một tháp, chia sẻ ý thức. Một hình ảnh xuất hiện trước mặt Diệp Bắc Minh, Ngư Thất Tình bị nhốt trong thủy lao. Thực lực bị phế, đang thoi thóp thở. Đã kịp chuyển chữ. Các bạn chờ nha. Khi đủ tập mình sẽ đăng tiếp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 90.